Xin chào các bạn đến với khóa học Docker cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 6. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn sử dụng hai cái command gọi là Docker run và Docker top để mà thực hiện cái việc run và top cái container. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi bắt đầu vào cái bài học này. Thì để tìm hiểu về cách mà sử dụng mấy cái command như là Docker run ấy, thì tương tự thì các bạn cũng vô cái trang tài liệu của thằng Docker là cái trang doc.docker.com. Rồi theo thì các bạn đi vô cái phần menu Different ở đây này. Rồi theo thì ở bên trái thì nó có cái phần gọi là CUI Different thì các bạn cũng click để cho nó sổ ra này. Rồi thì tiếp theo thì các bạn tìm đến cái phần gọi là Docker Run ở đây này. Đó thì ở đây là cái trang mà hướng dẫn cho các bạn về cái cách sử dụng của cái lệnh Docker Run ở đây. Thì nó có miêu tả ở đây này. Thì cái lệnh Docker Run ấy, thì nó sử dụng để mà tạo và chạy một cái container mới từ một image. Và cách sử dụng của nó thì các bạn hãy đọc ở cái phần usage ở đây này. Thì các bạn phải run cái này gọi là Docker Container Run, rồi theo là mấy cái option, rồi theo là cái image hay là cái tên của cái image của bạn. Còn là các bạn hãy sử dụng cái từ chọn là rút gọn hơn là cái phần alias này này, thì các bạn hãy run bằng cái này gọi là Docker Run này. Đó. Thì bây giờ chẳng hạn như tôi sẽ đi demo cho các bạn sử dụng cái lệnh Docker Run này để mà run cái image gọi là nginx. Thì ở trước là cái buổi thứ 5 thì tôi có đã demo cho các bạn là pull cái image nginx về rồi. Thì bữa nay tôi sẽ đi demo cho các bạn sử dụng cái lệnh gọi là Docker Run để mà run cái EdgeX lên. Đây tôi sẽ quay lại cái terminal của tôi này. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái lệnh Docker Run như sau. Thì tôi sẽ near console này này. Rồi theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái lệnh Docker Run này. Thì tôi sẽ có cái lệnh Docker Run này. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái tùy chọn là chip, tức là tôi sẽ cho nó run với lại cái bot nào á. Thì chẳng hạn như tôi sẽ cho nó run với lại cái bot 80 và tôi sẽ map với lại cái bot 80. Thì thằng EdgeX thì nó expose ra cái bot 80, thì là tôi sẽ map cái bot 80 của EdgeX với lại cái bot ở local là bot 80. Đó thì tôi sẽ map nó như vậy. Rồi theo là tôi sẽ thêm cho nó cái tùy chọn là -d để mà tôi run cái container của tôi ở cái chế độ gọi là background á. Rồi khi mà có thêm cái tùy chọn về -d này á, thì khi mà nó chạy thì nó sẽ in là cái màn hình console của tôi là cái ID của cái container á. Rồi theo là tên của cái image thì tôi sẽ có cái image là nginx này. Đó. Rồi theo tôi nhấn enter để nó chạy này. Đó thì nó đã chạy và nó in cho tôi được cái container ID ở đây này. Đó. Rồi theo là để kiểm tra xem là có cái container nào đang chạy hay không á, thì tôi sẽ sử dụng cái lệnh gọi là docker ps. Đó thì các bạn thấy thì ở đây thì tôi có một cái container đang chạy này và cái image là nginx này và đây là cái container ID của nó này. Thì đây là cái container ID rút gọn thì nó bao gồm có 12 cái chữ số rồi. Thì nó bao gồm 12 cái số đầu ở trên cái container ID ở trên này này. Đó. Rồi theo tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn access vô cái nginx này. Thì tôi sẽ quay lại cái trình duyệt này và tôi sẽ có ở trên trình duyệt là localhost. Rồi theo là 2.bot80. Thì khi mà các bạn truy cập vô cái localhost bot 80 này thì nó mặc định thì nó sẽ truy cập vô được cái thằng nginx ấy, hoặc là các bạn không thêm cái 2.bot80 đây này, thì mặc định nó cũng trở vô cái bot 80 ấy. Thì tôi nhấn enter này. Đó thì mặc định là cái bot 80 là cái cổng web ấy, thì nó sẽ truy cập vô cái thằng nginx như vậy. Thì nếu mà các bạn nào mà truy cập vô được cái thằng nginx và nó sau đây được cái welcome to nginx như vậy, tức là các bạn đã access vô được cái trang giao diện của thằng nginx rồi. Đó. Rồi theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cái lệnh để mà top một cái container. Thì các bạn quay lại cái trang doc này. Thì các bạn đi vô cái phần docker container top ở đây này. Đó thì ở đây là cái trang mà nó hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái lệnh docker top này. Đó thì nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu về cái cách top một hoặc là nhiều cái container mà đang chạy ấy, thì các bạn vô đây đọc và tìm hiểu này. Thì ở đây là cái cách mà sử dụng của cái câu lệnh Docker Container Top này. Thì các bạn thể sử dụng một trong hai cái tùy chọn ở đây này. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ đi demo cho các bạn là top cái container của thằng nginx này. Thì bây giờ tôi sẽ quay lại cái terminal này. Thì tôi sẽ có lệnh Docker Top này. Rồi theo là cái container ID. Đây, tôi sẽ ba cái container ID đây này. Rồi theo tôi nhấn enter này. Đó thì bây giờ nó đã top được cái container của tôi này. Thì chẳng hạn như tôi sẽ có lại cái lệnh Docker PS này. Thì khi mà tôi gõ cái lệnh Docker PS ấy, thì bây giờ thì nó không còn có cái container nào đang chạy nữa rồi này. Đó thì như vậy hôm nay tôi đã demo cho các bạn sử dụng cái lệnh Docker Run và Docker Top. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.